bán cả ô tô, máy bán xe hơi tự động không phải là ý tưởng mới, nhưng hãng Auto Trader đã biến tấu nó theo cách riêng của họ. Sản phẩm đầu tiên của công ty đã chính thức hoạt động tại London từ ngày 21 tháng 8, cho phép người mua thanh toán bằng công nghệ không cần tiếp xúc. Những chiếc ô tô sẽ có giá không quá 25.400 đô la Mỹ. Chiếc máy bán xe hơi tự động đầu tiên của hãng này là một tủ kính lớn, chứa một chiếc Renault Zoe mới tinh từ một đại lý địa phương, được bán với số tiền là 19.000 đô la Mỹ việc niêm yết giá của Auto Trader giúp người mua bỏ qua được bước thỏa thuận với các đại lý xe. Theo Charles Retail, kết quả khảo sát từ 2.000 tài xế cho thấy, 92% người Anh không giỏi trong việc thỏa thuận mức giá, đồng thời 89% cho biết họ ghét đàm phán vì thấy rắc rối và không thoải mái. Đối tượng mua xe theo cách này là những người dùng không cần lái thử, họ có thể chọn xe qua một lớp kính, nhanh chóng quyết định và thanh toán. Sau bước đó, xe sẽ tự động được đẩy ra khỏi tủ kính và một chiếc xe khác sẽ được đưa vào.